Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em một game hẹn tại đại chính nha, mình đây từ từ đường phố đấy các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ vào video chứ anh em xem video về có like, share, đăng kênh cho kênh phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay chúng ta tiếp tục hành trình hóng hớt thôi anh em. Tầm này chỉ hóng hớt thôi anh em, vui chơi sự kiện hóng hớt thôi anh em chứ giờ có quà cáp gì đâu. Đây Lami thì có phần quà là hay khung avatar anh em, nhưng đến tập này thì hôm nay chưa phát anh em, biết là thì phát chưa vì video này tôi vẫn đang thu vào buổi sáng anh em, bây giờ mới 7-8 giờ sáng rồi tôi quay video rồi anh em để tí đi làm. Thì thôi thì Lami không có sự kiện thì tôi tổ chức sự kiện cho anh em chơi anh em, hôm nay lại có một mini game tặng co đe bên kênh từ đường phố anh em, cách thức tham gia là like, share video, comment bất kỳ cho tôi lại gian đùm nha anh em nhá. Ngoài ra thì hôm nay tôi muốn rủ các bạn chơi một số event mới, tôi muốn tổ chức một vài cái event nhỏ mới chuẩn bị cho từ mới anh em đó. Bên này anh em có hứng thú không? Hứng thú comment phát được tôi tổ chức cho anh em chơi luôn. Cách thức tham gia thì sự kiện này thì vô cùng đơn giản thôi, đó là anh em dự đoán và tôi sẽ tặng anh em đo gói lạp nhá, có kích hoạt tướng mới dành cho chắc là 1-2-3 bạn gì đấy may mắn. Còn được tham gia như nào thì tôi hỏi ý kiến anh em trước, các bạn nếu gọn thôi ok thì tôi sẽ tổ chức anh em. Đấy là chúng ta sẽ dự đoán skin tướng mới anh em đó, thì các bạn cũng đã biết rồi. Gần đây các tướng mới ra mắt rất là nhiều anh em. Bắt đầu từ đợt ra mắt là bố già đầu tiên thôi anh em, bùng nổ skin nhắc đến bố già đầu tiên với sự xuất hiện là 750% công các bạn, anh gây sát thương 750% công. Sau bố già thì bắt đầu cái bước đến đó là dâu đen đúng không nhỉ, dâu đen hay kuma tôi không nhớ, dâu đen hay kuma chứ ta, kuma là có skin gì không, skin kuma bình thường mà, dâu đen thì phải anh em, dâu đen là 1200 công đấy. Còn sau dâu đen là đến Japan Galore đúng không, có đọc thiếu vị nào không đâu, bố già thì no chứ nhỉ, bố già thì no chứ, no 750 công này đấy, xong bắt đầu mới đến dâu đen anh em đó, mò xong mới đến dâu đen anh em là 1200 công đấy. Xong rồi sau dâu đen, sau dâu đen thì lại đến xanh tóc đỏ đúng không đấy, sau dâu đen thì lại đến xanh tóc đỏ anh em đấy, với khả năng chém lên đến 1500 công các bạn đó, càng ngày càng bá, càng ngày càng đi xa, càng ngày càng bay bổng anh em, 1500 công. Đấy, rồi sau xanh lại đến ai? Sau xanh tôi nhớ là bắt đầu đến Sanri à? Ừ, Sanri anh em, ở với cú đá 2000 công các bạn. 2000% công, toàn những cú đá gọi là một đá một cước chết bò đấy anh em, một đá chết trâu đấy anh em. Rất là càng luôn, đấy, nổ cước song thiên, đấy, quỷ cước ấy, quỷ cước song thiên, một cước chết trâu anh em. Đó, xong gần đây nhất là bắt đầu xuất hiện đến là sự xuất hiện của Katakuri anh em. Với sự tấn công của trái Mochi thức chỉnh anh em, 5000% công các bạn. Thật sự rất là căng luôn. Thì tướng mới thì tôi chưa biết là ai anh em, có thể là Luffy Sagaman hoặc là Big Mom anh em mẹ lớn. Nhưng mà thứ chúng ta muốn đoán, tôi muốn anh em đoán, các bạn thử dự đoán xem là lần tới này con tướng khả năng của nó bung kin sẽ là bao nhiêu. Tôi nghĩ là 7000% công các bạn. Bởi vì anh em nhìn cái khoảng khắc mà nhảy phát qua anh nội anh San nhá, anh San là 2000. Nếu như là tướng bình thường này, nếu mà tướng bình thường này tôi nghĩ chỉ là 6000 thôi, 6000 thôi. Khoảng 6000 mấy trăm thôi anh em. Hoặc nói chung kiểu dưới 7000 anh em, 7000 chứ vượt hơn thì nếu mà vượt hơn thì sớm quá. Hoặc là bằng luôn anh em, tôi nghĩ hoặc là bằng luôn Katakuri là 5000. Nhưng mà nếu mà mẹ lớn thì phải vượt hơn. Còn đâu nếu là nếu mà ra Luffy Sagaman ấy có thể là 5500 hoặc là 6000. Đấy là theo dự đoán của tôi. Còn đâu riêng mẹ lớn là kiểu gì cũng phải là 7000 các bạn. Đấy, kiểu gì cũng phải là 7000% công. Đó, còn anh em dự đoán là bao nhiêu? Đó, anh em thấy hợp lý không? Đấy, nếu các bạn dự đoán đúng thì tôi sẽ có phần quà cho anh em, đó là một má kích hoạt tướng mới. Anh em hợp lý không? Đấy, một cốt kích hoạt tướng mới. Ok không? Khá ok chứ. Nếu các bạn thử comment dự đoán xem sao các bạn nghĩ thì lần tới này có tướng tới sắp tới ra mắt sẽ là bao nhiêu phần trăm công. Đấy, suy nghĩ cá nhân tôi thế thôi. Còn nếu là biệt đội của anh em nhà Sanji Vincermark thì nó chỉ là tướng quốc dân thì không có lo anh em, bởi vì tướng quốc dân đây như anh sạn ở không nói thế chúng phải ngang sạn đấy chứ, phải ngang sạn anh em tầm 2000-3000 người, 2000 người 3000 cơ phần trăm công. Nhưng mà nó công nhận Nami chơi quả ra tay book lần này công nhận đỉnh quá các bạn, book ghê quá, nhìn cái lượng đá anh em nhìn sợ thật, nhất là chạp đây anh em Katakuri ạ, trời ơi nên đến 5000% công các bạn. Đấy là còn chưa lưng pull game up pull game áng vậy anh em, mà rất là căng thẳng luôn anh em thầy. Ok, nói chung thì sâu qua sương sương đây thôi. Giờ chúng ta lại hành trình nâng cấp thôi anh em. Đó, lại nâng cấp kiến quốc thôi anh em. Đó, nói chung thì tôi chỉ qua kiến đây thôi. Còn đâu về quên còn nói tiếp về cái vụ tướng SS. Nhiều bạn cứ bảo tôi là ui anh
cứ toàn nói trước không có đâu, sao không có được, tôi nói hôm bữa tôi giải thích như vậy nhiều anh em còn không tin à. Thế rồi anh em bây giờ nếu như bây giờ mà tướng mới, bây giờ tướng mới các bạn nhìn tướng mới này, đây càng về sau các bạn nhìn điểm tấn công của nó này, 5000% công các kiểu, trong khi anh em nhìn con tướng mới hồi đầu ra mắt này, chỉ số tấn công của nó anh em nhìn xem có khác gì bây giờ tướng SS với cả tướng ấy không. Bây giờ mấy cháu này mà không được búc lên hình RMS để mà thay đổi skin thì làm sao mà chơi được các bạn. Thì nó sẽ thay đổi từ tầm Kuma trở xuống anh em nha, bắt đầu từ tầm tướng Kuma quay trở về là bắt đầu các tướng chết đường nâng lên MMS anh em, kể cả Mỹ Hạo này về sau phải nâng lên này. Đây Nhanh Hạo giờ phải nâng lên các bạn, chém chơi sát thương 300% công nó sẽ thêm là và gây thêm cái gì đấy rồi khoảng đến mấy nghìn công anh em, kiểu gì phải nâng lên MMS. Đó là về sau tướng thì kiểu gì cũng sẽ được nâng lên MMS anh em phải lo, nhưng mà nó chỉ nâng bộ tướng cú thôi, còn đâu mấy con của meta hiện tại chắc là không. Nó sẽ nhặt từ tướng Kuma trở xuống anh em, nhặt nó tầm từ Kuma xuống Mỹ Hạo có này. Anh em cứ xem cái video đây này, tôi lại show lại cho anh em xem. Dù sao đời này cũng đang dạy các bạn đây này. Đây anh em, đây có báo điện thoại Unbi đây anh em. Đấy, tôi từng nói các bạn là không có quả game nào mà nó không ra tướng, nó quảng cáo, nó lại đi quảng cáo anh em. Đấy, nó quảng cáo những thứ nó không ra anh em. Đây, các bạn nhìn đây. Đây không là dàn tướng cú đen gì nữa anh em, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi ngược lại thêm 10 giây cú anh em để phanh cho nó kịp, vừa cho nó phanh ngay từ đợt đầu luôn anh em. Ở đây nó có điều chỉnh tốc độ không nhỉ? Tôi điều chỉnh chất lượng tốc độ không? Có tốc độ anh em. Đây các bạn có thể xem. Đây, cháo game nào mà nó đi quảng cáo những con tướng mà nó sẽ không ra mắt anh em. Cái việc ra mắt tướng quảng cáo như này mà không ra mắt tướng là các bạn biết rồi. Đây anh em nhìn thế này, Rope này, Robin này, Kuma này, Sapo này, Chopper này, Jojo Team Skit này anh em này. Đấy. Xuống dưới đây thì có Lù NV đây anh em, Lý Hạo này. Fury thì không, nó cũng như kiểu lâng Gemma anh em, nó sẽ lâng những các bạn đấy là các bạn đấy tự nhiên sao có những con tướng không được lâng Gemma các bạn, là bởi vì để về sau còn tiến cấp tướng FMS đấy anh em, nó không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên đây các bạn nhìn cá xuống dưới này đó, thấy không, không phải tiến cấp hết nha các bạn nhìn thấy không, nó chỉ có những con cấp, có những con bét nhớ quên, chỉ có những con tướng tiến cấp riêng thôi các bạn nhìn thấy không, đây là nguyên dàn tướng chúng ta đang chơi hiện tại đây anh em đó, các bạn đến xem được bao nhiêu tướng tiến cấp. Nó cũng như nâng Gemma anh em, nhìn xem được bao nhiêu tướng được nâng Gemma. Đó. Thì nâng lần này nâng lên FMS thì cũng vậy thôi anh em, nó cũng chỉ có số lượng giới hạn thôi các bạn. Ok, nhưng mà đây thì tôi cũng thấy được mấy cháu rồi các bạn. Đây, chúng ta có Mỹ Hạo, có Chopper, có Zoro, có Kuma, thế là cũng một pha comeback rồi anh em. Có Robin, có Rook và có Sapo nữa, nhưng mà có đô, nhưng có về sao có cả đô Flamingo đấy anh em, cả đô Flamingo nữa cơ. Đấy, đây là về tướng FMS anh em. Thì nó cũng như game nâng Gemma thôi mà không thể nào nâng hết được anh em, nó chỉ nâng được một số cháu thôi các bạn. Đấy, Luffy, Monkey D. Luffy để tôi về xem kin của mấy cháu này xem sao anh em. Từ xem cuối video xem còn gì hot nữa không. Nhìn này hết rồi, à đây anh em nhìn này. Đấy, tướng SS đây anh em. Đây 3S có nhá, SS vẫn để lại nguyên này các bạn này, chỉ nâng lên được một số cháu thôi anh em. Không, tính ra như vậy cũng đúng các bạn, đúng không? Tính ra như vậy cũng đúng, bởi vì nếu nâng hết lên thì nó cũng hơi vô lý. Ok, vậy như này chúng ta xem là có rút này, rút được lên anh em. Nếu mà rút lên thì uầy, thay đổi skin chắc cũng phê lắm. Chị đại Robin nữa anh em, chắc đại băng lên thì lại viện trợ cực kỳ ngon. Tôi nãy tôi chỉ để ý đến hai nhân vật tôi muốn xem thôi anh em, đó là Lù anh em. Lù bây giờ là gây sát thương bằng 200% công, địch đằng trước và tự hồi máu bằng 200% công. Đó, anh em nghĩ sao về Lù được búp lên gây sát thương bằng 1000% công chẳng hạn, bởi vì các tướng kia là gây các thứ anh em. Rồi. Mất combo rồi các bạn ạ. Trời ơi cay thế nhờ, mất combo anh em. Làm lại nào. Vì sao Roro này biết mở ra tính năng gì đây nữa anh em.
mà vực thẳm chưa mở nhỉ, chúng ta chưa mở tính năng vực thẳm đây anh em. Nói mới để ý các bạn, còn chưa mở tính năng vực thẳm đấy. Tiếp nào. Vừa bên lên nó giơ tay ra rồi. Muốn được ăn gõ hả? Muốn được ăn gõ thì cứ nói. Không chơi này luyện tính phản xạ và kiên trì của anh em cũng cao đấy. Quan sát, haki quan sát các bạn. Đây là rèn luyện gọi là haki quan sát các bạn. Đấy, anh em đang được rèn luyện gọi là haki quan sát cấp cao đấy các bạn. Đấy. Các bạn phải có khả năng quan sát đỉnh cao để tránh bị gõ lộn anh em. Chỉ một pha gõ lộn của anh em thôi thì combo của bạn chính thức tạm biệt bye bye luôn. Đó, chỉ cần một cái sai trong cái combo này thôi là anh em tạm biệt luôn. Đấy, ngồi rèn luyện haki quan sát được một K8 rồi. Ok, nói chung thì thôi, video ngày nay tôi cũng kết thúc tại đây anh em. Đó, các bạn thấy sao về những vấn đề tôi vừa cập nhật trên? Cho biết là phần comment nha. Rồi video ngày nay tôi sẽ kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye.